Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sống Khỏe. Kính thưa quý khán giả, đến với thời lượng của chương trình Sống Khỏe ngày hôm nay, chúng tôi mong muốn sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của rất đông khán giả xem đài đã gửi về cho chương trình liên quan đến việc điều trị căn bệnh hiếm muộn. Và thông qua thời lượng ngày hôm nay, chúng tôi cũng mong muốn chuyển tải niềm tin tươi sáng đến những cặp vợ chồng đang nỗ lực cố gắng trên con đường điều trị căn bệnh này để nhanh chóng đón được những thiên thần nhỏ đáng yêu về với gia đình của mình. Mở đầu chương trình, xin mời quý khán giả cùng điểm qua một số thông tin vắn tắt như sau qua chuyên mục Sức khỏe và đời sống. Một nghiên cứu được đăng tải mới đây trên tạp chí Plant Protection and Pathology của Ai Cập cho thấy một chiếc smartphone có thể chứa đến 17.000 loại vi khuẩn, trong đó có những vi khuẩn như E. coli làm hỏng đường ruột tiêu ra máu, Streptococcus gây viêm màng não, viêm phổi, hay tụ cầu khuẩn gây nhiễm trùng huyết, viêm màng não mủ. Nghiên cứu khẳng định, màn hình điện thoại, nơi người dùng trực tiếp chạm vào, có thể ví như thỏi nam châm hút và trữ vi khuẩn. Hơn nữa, smartphone dễ dàng được mang đến mọi nơi từ quán cà phê, phòng tập thể hình, đến cả nhà vệ sinh công cộng, nhưng không bao giờ được làm sạch đúng cách, khiến nó trở thành ổ bệnh, thậm chí bẩn hơn bệ ngồi bồn cầu ở hộ gia đình đến 10 lần. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, việc giữ cho điện thoại sạch mầm bệnh là không khó. Người dùng có thể pha loãng một ít rượu với nước, sau đó xịt một lượng vừa đủ lên điện thoại và dùng vải mềm lau khô sẽ giúp nó sạch sẽ trở lại. Không nên thay vải mềm bằng khăn giấy hay các loại vật liệu thô để tránh làm hỏng màn hình điện thoại. Kể từ khi được đưa vào sử dụng năm 1995, opioid tramadol đã được kê đơn rộng rãi là thuốc chữa bệnh viêm khớp xương mãn tính và những bệnh gây đau nhức khác, góp phần không nhỏ cải thiện chất lượng sống của bệnh nhân. Nhưng đồng thời, sử dụng nhóm thuốc này cũng đem lại những nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe, thậm chí là tử vong. Trong nghiên cứu mới đây tại trường Đại học California San Diego, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng opioid tramadol có thể làm tăng nguy cơ sốc insulin hoặc lượng đường trong máu thấp một cách bất thường. Theo đó, bệnh nhân sử dụng tramadol dễ mắc bệnh hạ đường huyết hơn. Các kết quả cho thấy, chỉ tramadol có nguy cơ lớn dẫn tới bệnh hạ đường huyết. Trên thực tế, nguy cơ này ở tramadol gấp 10 lần so với những loại opioid khác. Loại duy nhất có ảnh hưởng tương tự là methadone, thường dùng để giúp bệnh nhân cai nghiện heroin hoặc cai những loại thuốc giảm đau khác. Đội ngũ nghiên cứu cho rằng, các bác sĩ nên chú ý tới khả năng nồng độ đường huyết thấp hoặc nồng độ insulin cao, nếu như bệnh nhân có khuynh hướng mắc bệnh tiểu đường. Một trong những hạn chế lớn nhất khi sử dụng chân tay giả với người khuyết tật là họ không thể cảm nhận được. Điều này có thể khiến việc giữ thăng bằng trở nên khó khăn và tăng nguy cơ té ngã. Trong một phát minh mới đây, các nhà khoa học tại Đại học ETH Zurich, Thụy Sĩ đã chế tạo thành công chiếc chân giả mà người khuyết tật có thể thực sự cảm nhận được nó. Nhóm khoa học làm được điều này bằng cách cấy 4 điện cực vào dây thần kinh xương đùi. Những điện cực này chỉ lớn hơn một chút so với sợi tóc. Chân giả sẽ có 8 cảm biến. Các cảm biến sẽ gửi tín hiệu đến các điện cực giúp người mang có thể cảm nhận được. Trong thí nghiệm tiến hành trên 3 người bị mất chân do tai nạn giao thông, nhóm khoa học phát hiện chân giả mới đã giúp họ đi cầu thang nhanh hơn và giảm đến 30% số lần vấp ngã. Khi theo dõi não bộ 3 người tham gia, họ cũng nhận thấy não có thể cảm nhận được áp lực, rung và cảm giác ngứa rang ở 27 khu vực khác nhau của chân giả. Xu hướng sống xanh và sạch đang ngày một rõ nét trên toàn thế giới. Mới đây tiếp tục được thể hiện trong tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 do Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với Đại sứ quán Phần Lan cùng nhiều đơn vị khác tổ chức. Theo công ty Hibi Việt Nam, một đơn vị hưởng ứng sự kiện cho biết, để đáp ứng khuynh hướng này, quy trình công nghệ và kiểm soát nguyên liệu đầu vào là hai yếu tố quan trọng trong sản xuất. Chẳng hạn như đối với các sản phẩm thiên nhiên chăm sóc cơ thể hay tinh dầu tự nhiên an toàn cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, hỗ trợ bảo vệ cơ thể trước một số bệnh lý ngoài da. Nhà sản xuất này đã áp dụng quy trình sản xuất khép kín, công nghệ trích ly tiên tiến và vật liệu nano để khai thác tối ưu dược tính của các thành phần tự nhiên. Theo đó, tất cả sản phẩm thiên nhiên và hữu cơ của đơn vị được cam kết hoàn toàn tự nhiên, không hóa chất gây hại cho cơ thể người hay môi trường, có kiểm định chất lượng an toàn. Đây đang được xem là giải pháp đáp ứng nhu cầu làm sạch, làm đẹp một cách lành mạnh.
Hiện nay, có nhiều cặp đôi đã kết hôn nhưng không thể có thế hệ tiếp theo vì nhiều lý do. Phổ biến nhất là việc hiếm muộn vô sinh. Vô sinh có nghĩa là trường hợp không thể mang thai sau 1 năm cố gắng hoặc 6 tháng nếu phụ nữ từ 35 tuổi trở lên. Theo công bố của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, ở xứ cờ hoa khoảng 10% phụ nữ trong độ tuổi từ 15 đến 44 gặp khó khăn khi mang thai hoặc thụ thai. Cụ thể hơn, Viện Y tế và Dịch vụ Con người của Mỹ dẫn số liệu dựa trên các nghiên cứu cho thấy khoảng 9% nam giới và 11% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản ở Hoa Kỳ đã trải nghiệm các khó khăn với việc có con. Trong 1/3 các cặp vợ chồng vô sinh, nguyên nhân là ở người đàn ông, 1/3 tiếp theo vấn đề không thể được xác định hoặc là do cả nam và nữ. Trong 1/3 còn lại, vấn đề là ở người phụ nữ. Các nghiên cứu cho thấy sau 1 năm có sự tương tác tình dục, 12% đến 15% các cặp vợ chồng không thể thụ thai và sau 2 năm, 10% các cặp vợ chồng vẫn chưa có con sinh ra. Đáng lưu ý là thông thường các cặp vợ chồng trẻ hơn 30 tuổi thường khỏe mạnh. 40% đến 60% có khả năng thụ thai trong 3 tháng đầu kể từ khi phát sinh quan hệ. Đối với Việt Nam, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã có những cảnh báo về tỷ lệ hiếm muộn, vô sinh đáng quan ngại. Theo số liệu do các cơ quan truyền thông chính thống trích dẫn, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ vô sinh cao nhất. Bộ Y tế cho biết hiện nay có khoảng 7,7% cặp vợ chồng vô sinh trong độ tuổi sinh sản. Hơn 1 triệu cặp vợ chồng gặp phải các vấn đề vô sinh hiếm muộn. Hơn 20 năm trước, từ năm 1997, học giả Jonathan Houghton đã công bố nghiên cứu về tình trạng suy giảm khả năng sinh sản ở Việt Nam, đăng trên Population Studies, tạm dịch nghiên cứu dân số. Rồi nếu mà bạn qua độ tuổi an toàn, thì khi bạn chuẩn bị có thai, bạn sẽ đến tìm đến một bác sĩ hoặc là một cơ sở y tế nào đó để bạn trao đổi với bác sĩ đó. Bác sĩ sẽ tư vấn cho mình những cái khả năng quan hệ vào ngày nào, theo dõi chu kỳ kinh nguyệt của mình cũng như trứng, thời điểm rụng trứng, thời điểm nào dễ thụ thai, ăn uống và bổ sung những cái thuốc gì, những chất dinh dưỡng gì để tăng khả năng thụ thai. Khi bạn đã có kế hoạch có thai thì bạn có thể tập luyện thể dục thể thao, rồi ăn uống chế độ đầy đủ chất dinh dưỡng, một cơ thể khỏe mạnh. Hiện nay phụ nữ cái tuổi độ tuổi trẻ hóa của phụ nữ nó kéo dài, có những phụ nữ ngoài 40 sinh con vẫn là bình thường. Trên thực tế, khả năng sinh sản giảm theo tuổi ở cả nam và nữ, nhưng ảnh hưởng của tuổi tác lớn hơn nhiều đối với phụ nữ. Ở độ tuổi 30, phụ nữ có khả năng sinh sản chỉ bằng một nửa so với độ tuổi 20 và cơ hội thụ thai của phụ nữ giảm đáng kể sau tuổi 35,6. Khả năng sinh sản của nam giới cũng giảm theo tuổi tác, nhưng chủ yếu là suy giảm về chất lượng tinh trùng. Việc khó khăn trong duy trì nòi giống không chỉ đến từ những yếu tố bất khả kháng như các vấn đề bẩm sinh, tai nạn, mà còn liên quan đến những áp lực trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, bao giờ cũng có những tia sáng dành cho các cặp đôi khao khát được lắng nghe âm thanh bi bô nói cười của trẻ thơ. Kính thưa quý vị và các bạn, hiếm muộn, vô sinh đang là nỗi trăn trở muộn phiền của không ít người trong chúng ta. Sau rất nhiều năm nỗ lực học tập, lao động để có thể tự ổn định khả năng tài chính của bản thân, bên cạnh đó là đáp lại những niềm mong mỏi và hy vọng của gia đình hai bên, thì thật trớ trêu làm sao, đến thời điểm chúng ta mong muốn có được thế hệ tiếp nối tiếp theo, thì lại khó thực hiện hay thậm chí là không thực hiện được. Đến với phần kết nối, khách mời trong chương trình Sống Khỏe qua chuyên mục Bí quyết Sống Khỏe ngày hôm nay, chúng tôi mong muốn quý khán giả phần nào có thể tìm thấy được trong đó những điều hữu ích cho bản thân mình hoặc cho những người thân yêu xung quanh. Mình biết rằng một cặp vợ chồng sau khi người ta lập gia đình và nếu như có quan hệ không bảo vệ một cách đều đặn thì trong vòng 1 năm thì có khoảng chừng 85% cái số cặp vợ chồng sẽ có thai. Như vậy trong 1 năm thì sẽ có 15% cái số người không có thai. Thì cái số mà 15% người ta có thể được gọi là cái người hiếm muộn. Và như vậy thì sau 1 năm cái người nào mà chưa có thai được thì có thể là sẽ cần phải đi khám hiếm muộn. Tuy nhiên có những cái đối tượng mà nhiều khi là người ta cần phải đi khám sớm hơn. Ví dụ như là phụ nữ trên 35 tuổi hoặc là ở người nam mà có tiền căn là bị bệnh quai bị từ nhỏ hoặc là những người nào có vòng kinh rất là dài. Hiện tại bây giờ thì những cái trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm họ đều có một cái chương trình gọi là khám tiền hôn nhân. Cái chương trình đó rất là hay bởi vì cái chương trình đó họ khám và họ định ra được là cái cặp vợ chồng này có khả năng có thai hay không và cần phải điều trị gì hay không. Có thể người ta sẽ điều trị rất là sớm và người ta rút ngắn được cái thời gian có thai.
Thưa quý vị và các bạn, trong số rất nhiều những chia sẻ có liên quan đến vấn đề điều trị hiếm muộn và vô sinh chương trình đã nhận được trong thời gian qua, chúng tôi đặc biệt chú ý đến một email của nữ khán giả xem đài ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị chia sẻ rằng bản thân có rất nhiều những kế hoạch, dự định và trách nhiệm phải hoàn thành. Thế nên chị có ý định sẽ cất giữ trứng của mình ở thời điểm sức khỏe tốt nhất để nếu như có lập gia đình hay kết hôn muộn thì vẫn có thể mang thai và sinh con an toàn. Quả là một ý tưởng có tính hiện đại, độc lập và đột phá đúng không thưa quý vị? Và sau đây sẽ là ý kiến chuyên môn về điều này. Lưu giữ tinh trùng, lưu giữ trứng thì hiện tại bây giờ người ta có thể đến các cái trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở những tỉnh lân cận xung quanh. Hiện tại bây giờ ở Việt Nam có rất là nhiều trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm, mà đối với miền Nam chẳng hạn thì thành phố Hồ Chí Minh có tới 5-6 trung tâm. Thì thủ tục thì rất là dễ dàng. Nêu lên cái lý do là tại sao mà cần phải lưu giữ cái tinh trùng thì bệnh viện sẽ tạo điều kiện cho lưu giữ cái tinh trùng đó. Muốn lưu giữ trứng thì nó sẽ phức tạp hơn, bởi vì lưu giữ trứng thì cần phải chích thuốc rồi gây mê rồi chọc hút trứng vân vân, cho nên là ở bệnh viện sẽ cân nhắc nhiều hơn. Về chi phí thì lưu giữ tinh trùng thì rất là rẻ, vài triệu, còn lưu giữ cái trứng thì có thể tốn mấy chục triệu. Thưa quý vị và các bạn, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật trong ngành y tế hiện nay, các cặp vợ chồng dù kết hôn muộn đã bước qua độ tuổi lý tưởng nhất cho việc mang thai và sinh con, thì chúng ta hoàn toàn vẫn có thể thực hiện được điều này với trứng và tinh trùng đã được cất giữ từ nhiều năm trước đó khi họ vẫn còn trẻ và khỏe mạnh. Tuy nhiên phải nói rằng, đây là một quá trình đòi hỏi khả năng tài chính, và bên cạnh đó, người phụ nữ phải chịu một số những đau đớn nhất định trong quá trình khám, cất giữ trứng. Vậy, đối với những trường hợp hiếm muộn vô sinh không liên quan đến độ tuổi thì sao? Chúng ta hãy cùng lắng nghe tiếp. Nguyên nhân thì có nguyên nhân ở phía nam và phía nữ. Nguyên nhân ở phía nam thì tinh trùng bất thường. Tinh trùng bất thường nhiều mức độ khác nhau. Thì tinh trùng bất thường có thể là mức độ nhẹ, mức độ vừa, mức độ nặng. Đối với những cái nguyên nhân mà mức độ nhẹ, mức độ vừa thì có thể người ta bơm tinh trùng làm những cái phương pháp điều trị khá là đơn giản. Nếu như thất bại sau 2-3 chu kỳ bơm tinh trùng thì lúc đó người ta làm thụ tinh trong ống nghiệm. Bây giờ thì đối với những trường hợp không có tinh trùng người ta cũng vẫn làm được, đó là về phía nam. Còn về phía nữ thì cũng rất là nhiều nguyên nhân, không rụng trứng chẳng hạn, như là những người không rụng trứng thì đó là một trong những cái nguyên nhân khá là dễ điều trị. Có thể người ta sẽ kích thích buồng trứng rồi bơm tinh trùng lại. Rồi có những cái nguyên nhân ví dụ như là tắc vòi trứng, viêm nhiễm vòi trứng thì những nguyên nhân đó khó hơn. Hoặc là có những trường hợp người ta không tìm được nguyên nhân, cả vợ lẫn chồng luôn, người ta gọi là vô sinh không rõ nguyên nhân. Thì đối với vô sinh không rõ nguyên nhân thì người ta cũng điều trị bằng cách là bơm tinh trùng khoảng 2-3 lần và thất bại thì thụ tinh trong ống nghiệm. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khả năng sinh sản của con người đang suy giảm trên diện rộng và nhiều quốc gia dù đang sở hữu dân số vàng thế nhưng đã ngấp nghé bờ vực già hóa dân số. Một phần nguyên nhân đến từ căn bệnh hiếm muộn vô sinh. Nhiều người trong chúng ta cho rằng điều đó là do hàng ngày con người tiếp xúc với quá nhiều các loại hóa chất. Còn ý kiến của người có chuyên môn thì như thế nào? Xin mời quý khán giả cùng với Phương Trinh chúng ta lắng nghe. Hiện tại bây giờ đó là thứ nhất là stress, đặc biệt là ở những cái thành phố lớn. Cái người ở thành phố lớn thì người ta thấy hình như là cái tỷ lệ vô sinh nó nhiều hơn là ở người ở thôn quê. Nó cũng có thể là một cái yếu tố nó dẫn đến cái bất thường của cái rụng trứng. Rồi những khí thải cũng như là môi trường nó càng ngày càng xấu đi. Rồi ví dụ như là về Internet, Wi-Fi, tia, rồi mạng, rất nhiều thứ hiện tại bây giờ. Thì trên những cái tài liệu mà mới nhất ở trên những cái tạp chí về hiếm muộn thì người ta cũng đang đề cập đến cái vấn đề đó. Rất là nhiều hóa chất, và những cái hóa chất đó nó có thể ngoài cái việc mà nó làm cho vô sinh hiếm muộn, nó còn có thể gây ra cái dị tật cho thai. Thưa quý vị các bạn, như đã nêu ở đầu chương trình thì rất nhiều khán giả thể hiện sự quan tâm đối với vấn đề điều trị hiếm muộn vô sinh, và ngay sau đây chúng tôi sẽ cung cấp đến quý khán giả thông tin cơ bản về quy trình điều trị căn bệnh này. Thì hiện tại bây giờ bệnh nhân chỉ cần đi khám 2 lần thì là có thể kết thúc được cái quy trình chẩn đoán coi nguyên nhân hiếm muộn nó do từ đâu, do nam hay do nữ, mà nếu do nữ thì nguyên nhân từ đâu, nguyên nhân nào, thì lúc đó sẽ có cái hướng điều trị thích hợp. Thì bác sĩ điều trị ở đây thì thường là khuyên bệnh nhân sau khi mình khám và mình được tư vấn ở đây rồi, nhưng khi ra khỏi cổng bệnh viện rồi thì nên quên nó đi chứ đừng có nhớ nó nữa. Vấn đề thứ nhì là về kinh phí, bảo hiểm không chi trả cho những khoản hiếm muộn. Một cái chu kỳ mà bơm tinh trùng như vậy tính tổng cộng là khoảng chừng 4-5 triệu. Và chính vì vậy mà cho nên cái chuyện mà phòng ngừa nó rất là quan trọng. Mà nhiều khi cái phòng ngừa thì nó lại liên quan đến cái việc khám tiền hôn nhân,
rồi có những cái giáo dục, rồi những cái khuyên bệnh nhân cái cách sống, lối sống, đừng hút thuốc lá, đừng uống rượu bia, cũng như là đừng thức khuya, rồi đừng tiếp xúc với những cái chất hóa học, đó là những cái vấn đề quan trọng. Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường hiện nay có không ít những sản phẩm được giới thiệu là hỗ trợ cho việc thụ thai và mang thai đạt được hiệu quả như mong muốn. Sau đây sẽ là một số những lưu ý bác sĩ mong muốn gửi đến quý khán giả về việc sử dụng những loại sản phẩm này. Nó có những cái loại thực phẩm chức năng nhưng mà có những cái loại chất đặc biệt. Thì những chất đặc biệt đó khi mà cái người phụ nữ người ta dùng những cái chất đó, hoặc là người nam người ta dùng những cái chất đó, thì nó làm cải thiện cái khả năng của con tinh trùng hoặc cải thiện khả năng của cái trứng. Nhưng mà cải thiện để mà làm cho biến một cái người hiếm muộn thành cái người có con thì người ta không kết luận được. Có thể là người ta sẽ làm cho cái khả năng thành công khi mà làm thụ tinh trong ống nghiệm nó cao hơn một chút. Giữa cái dùng thuốc và không dùng thuốc á, nó cao hơn một chút thì có thể có. Nhưng mà điều trị nó chắc chắn để mà cái người hiếm muộn thành một cái người có con thì cái đó là không. Cái kết luận đó nó hơi quá. Lưu ý khi muốn điều trị hiếm muộn vô sinh. Phụ nữ từ 35 tuổi trở lên nên gặp bác sĩ sau 6 tháng cố gắng. Cơ hội sinh con của phụ nữ giảm nhanh mỗi năm sau 30 tuổi. Chị em phụ nữ nên tìm sự hỗ trợ y tế nếu có các biểu hiện sau: chu kỳ không đều hoặc không có kinh nguyệt, cảm thấy rất đau đớn khi có kinh nguyệt, từng bị lạc nội mạc tử cung, viêm vùng chậu hay có từng sảy thai. Cần trung thực chia sẻ thông tin về tiền sử mắc bệnh khi điều trị hiếm muộn vô sinh. Một số căn bệnh ở nam giới có thể ảnh hưởng chức năng sinh sản như xơ nang, quai bị. Các nhà khoa học trên thế giới đã ứng dụng công nghệ gen trong chẩn đoán bệnh, góp phần phát hiện sớm nhiều căn bệnh nguy hiểm. Tại Việt Nam, kỹ thuật xét nghiệm di truyền hiện đại này cũng đã có mặt. Theo đó, Trung tâm Xét nghiệm Kỹ thuật cao CATES đang ứng dụng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới NGS để phát hiện sớm nhiều bệnh di truyền. Để nghiên cứu về các đột biến gây bệnh trên các gen liên quan đến tim mạch, Bộ phận nghiên cứu và phát triển của Trung tâm Xét nghiệm Kỹ thuật cao CATES, các cái xét nghiệm di truyền này sẽ cho phép bác sĩ chẩn đoán xác định được nguyên nhân bệnh một cách chính xác, và điều đặc biệt quan trọng là sẽ cho phép sàng lọc được cái đột biến gây bệnh đó ở thân nhân của người bệnh khi mà những thân nhân này vẫn còn trẻ tuổi và chưa có biểu hiện bệnh gì cả. Thì nếu mà phát hiện được đột biến gây bệnh, bác sĩ sẽ có được cái biện pháp dự phòng, rồi ngăn chặn cái diễn tiến, làm chậm cái diễn tiến bệnh và nâng cao cuộc sống của thân nhân này. Tại Việt Nam, khởi nguồn từ nhu cầu của một số bác sĩ cần xác định căn nguyên bệnh để có biện pháp điều trị hiệu quả cho bệnh nhân, Trung tâm Xét nghiệm Kỹ thuật cao CATES đã được hình thành. Hiện nay, người dân và các y bác sĩ có thể tiếp cận được nhiều dịch vụ xét nghiệm ứng dụng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới ngay tại đơn vị này. Các bệnh tim di truyền có thể được xét nghiệm tại đây bao gồm bệnh cơ tim phì đại, cơ tim giãn nở và một số bệnh tim khác. Ngoài ra, đơn vị này còn xét nghiệm nhiều bệnh di truyền như ung thư di truyền, khiếm thính di truyền, vân vân. Thêm vào đó, người dân còn được bác sĩ hoặc tư vấn viên có chuyên môn hỗ trợ giải đáp thắc mắc về kết quả xét nghiệm, kiến thức về di truyền trước và sau xét nghiệm, qua đó hiểu rõ hơn về xét nghiệm di truyền, lựa chọn đúng xét nghiệm cần thiết và có những hoạt động phù hợp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Thì hiện tại ở Bệnh viện Tâm Đức, chúng tôi hợp tác với phòng xét nghiệm CATES của giáo sư Hồ Huỳnh Thùy Dương, và nhờ phòng xét nghiệm đó, chúng tôi đã làm cả 100 ca bệnh cơ tim phì đại, rất nhiều ca bệnh cơ tim giãn nở, kể cả rối loạn cholesterol di truyền. Do đó thì đây là phòng xét nghiệm mà chúng tôi nghĩ là hiện nay Bệnh viện Tâm Đức và một số bệnh viện khác chúng tôi gửi đến để nhờ xác định cái vấn đề di truyền của người bệnh. Xét nghiệm di truyền, đặc biệt là xét nghiệm giải trình tự gen thế hệ mới, luôn đòi hỏi sự đầu tư đáng kể về mọi mặt như trang thiết bị, đội ngũ chuyên môn, quy trình xét nghiệm, thu thập, xử lý dữ liệu, phân loại đột biến, vân vân. Cần được nội kiểm và ngoại kiểm nghiêm ngặt, thể hiện qua các chứng nhận như ISO 15189 và những chứng nhận quốc tế như GENQA, EMQN.
Đây cũng là một tín hiệu đáng mừng cho ngành dịch vụ y tế của Việt Nam, bởi công tác nghiên cứu của các nhà khoa học và việc điều trị bệnh của người dân sẽ đạt hiệu quả cao hơn với chi phí hợp lý, tiết kiệm hơn nhiều so với việc sử dụng dịch vụ từ nước ngoài. Bất kỳ ai đã từng trải qua cơn đau khớp đều đồng ý rằng nó vô cùng khó chịu. Nhiều người đã phải bỏ dở các kế hoạch trong công việc và cuộc sống vì không chịu đựng được cơn đau nhức ở khớp cổ tay, chân, gối. Đáng chú ý, khi khớp bị tổn thương kéo dài và không được điều trị tích cực, cơ thể sẽ mắc nhiều di chứng nguy hiểm về sau. Hiện nay, một trong những biện pháp đơn giản và an toàn được các chuyên gia y tế ứng dụng để hỗ trợ điều trị các cơn đau khớp là sử dụng băng đai nẹp khớp. Các sản phẩm của United Medicare rất đa dạng với thiết kế phù hợp cấu trúc giải phẫu nên rất phù hợp với các chỉ định điều trị của bác sĩ và nhu cầu của bệnh nhân. Sử dụng đúng sản phẩm sẽ mang lại hiệu quả tốt cho quá trình hỗ trợ phục hồi chức năng vận động của khớp. Mới đây, tại sự kiện thường niên của Hội Chấn thương chỉnh hình toàn quốc lần thứ 18 diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh, United Medicare là thương hiệu băng đai nẹp khớp sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu, được công ty cổ phần thiết bị Âu Châu giới thiệu tại sự kiện, đã thu hút sự quan tâm của các chuyên gia y tế. Theo đại diện đơn vị cho biết, tổn thương khớp rất đa dạng và liên quan đến nhiều nguyên nhân như sai tư thế trong sinh hoạt, tai nạn, chấn thương trong thể thao, viêm khớp, thoái hóa khớp, do tuổi tác, v.v. Để đáp ứng cho việc hỗ trợ điều trị các bệnh lý cơ xương khớp, băng đai phải được thiết kế theo cấu trúc giải phẫu của khớp nhằm giảm đau, bảo vệ khớp. Chính vì thế, có nhiều loại băng đai như đai nẹp khớp gối, đai lưng, băng nẹp cổ tay, cổ chân và các loại đai nẹp khác. Tùy vào dạng và mức độ tổn thương khớp, sản phẩm sẽ có thiết kế phù hợp như loại băng thun hay đai dán, có nẹp hay không nẹp, có thanh đỡ hay không thanh đỡ. Người bệnh sử dụng băng đai này hàng ngày nên chất liệu sản phẩm phải thoáng khí và độ bền cao. Hiện tại, đơn vị nhập khẩu loại băng đai nẹp khớp nói trên cũng đang phân phối các dòng sản phẩm chuyên sâu về chỉnh hình như sau phẫu thuật dây chằng chéo, phẫu thuật đốt sống. Đối với những người đam mê ẩm thực Á-Âu, yêu thích không gian sang trọng nhưng chưa có cơ hội trải nghiệm, thì ngay tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, có một địa điểm đáp ứng những yêu cầu này với chi phí khá hợp lý. Đây được xem là một nhà hàng chuyên buffet đầu tiên ở Mỹ Tho với hơn 50 món ăn Á-Âu của các quốc gia trên thế giới, như Thái với món vi cá hồi nấu Thái, Nhật với đậu hũ teriyaki, Hungary với súp bò gulaye. Trong đó phải kể đến món đặc biệt nổi tiếng của nhà hàng như khoai tây hoa hồng, sườn núi kiểu Thái, hải sản nướng platter, hào đúc lò phô mai, v.v. Nhà hàng Phúc Anh có không gian rộng rãi, gam màu trắng chủ đạo, đi kèm với ánh đèn vàng cổ điển. Ẩm thực nơi đây là sự kết hợp hài hòa giữa gia vị truyền thống xen lẫn hiện đại. Thực khách đến đây không chỉ bởi món ăn đa dạng mà còn vì các công thức riêng trong pha chế, chẳng hạn nước sốt tiêu đen ở đây. Một số thực khách cho biết khá bất ngờ khi dùng bữa tại đây vì hoàn toàn khác với phong cách tiệc buffet thường thấy. Nhân viên của nhà hàng có thể bỗng nhiên xuất hiện với chiếc bánh chúc mừng và đề nghị chụp ảnh tặng ngay cho khách. Là lần đầu tiên đến đây tôi thấy không gian thật là sang trọng, cũng không kém phần ấm cúng. Thức ăn thì được bài trí đẹp, sạch, phục vụ tận tình, dễ thương. Về tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm thì tôi đánh giá điểm 10. Và cứ thế, thoáng chốc những chiếc bàn trống dần được lấp đầy bởi các cặp đôi, nhóm bạn hay gia đình. Đến đây với niềm vui tận hưởng món ngon, cũng như có một góc riêng thư giãn sau một ngày làm việc. Cung đường trải nghiệm thú vui ẩm thực miền Tây theo phong cách thế giới sẽ thiếu đi một nét điểm xuyết nếu không nhắc đến khu lấn biển ở thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. Không ít thực khách khi tản bộ qua con đường Chi Lăng đã chú ý đến một thương hiệu trà sữa, gợi nhớ phong cách màn bạc. Từng khuynh đảo thị trường giải trí Việt Nam những năm cuối thập niên 80 và suốt thập niên 90. Trong không gian nhỏ xinh, các hộp đèn neon đa sắc phả ánh sáng lung linh, kết hợp hài hòa nét đẹp xưa và nay. Giữa phút mơ màng, thực khách có thể ngỡ mình đang ở trong một góc nhỏ của Hồng Kông hơn 20 năm trước. Khi giai điệu của các bản nhạc pop bất hủ xứ Cảng Thơm cất lên, vị ngọt thơm của trà sữa như càng trở nên đậm đà, khó quên. Đây là lần thứ ba tôi đến địa điểm này và vì tôi thấy quán này trang trí rất là độc đáo, phong phú và rất là đẹp mắt.
khẩu vị ở đây thì vừa ăn với tôi và tôi rất an tâm để sử dụng ở đây. Đặc biệt là không khí ở đây thì rất là trong lành, mát mẻ và làm cho tôi cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Đa số thực khách đánh giá các món uống ở Liyuan Hồng Kông Milk Tea đa dạng, sắc, hương, vị hài hòa, có phong cách riêng và gây ấn tượng bởi những cái tên đậm chất cổ điển. Các món ăn kèm theo cũng khá bắt mắt và hợp khẩu vị số đông. Nhân viên trẻ tuổi, thân thiện. Tất cả những điều đó đã làm cho lượng khách đến đây tăng vọt chỉ sau chưa đầy một năm hoạt động. Trong chuyến đi trải nghiệm các địa chỉ ẩm thực thú vị ở miền Tây Nam Bộ, những người thực hiện chương trình cũng không quên ghé thăm vùng đất Bạc Liêu, quê hương của điệu dạ cổ Hoài Lan gần trăm năm qua đã làm rung động biết bao trái tim. Chiều muộn phủ sắc tối lên vạn vật như càng làm nền cho không gian rực rỡ ánh đèn vàng ấm áp và những giai điệu trữ tình ở Koi Suni Garden. Địa chỉ ẩm thực này có một không gian khá rộng, bao gồm sân vườn ngoài trời, phòng lạnh và khu vui chơi dành cho trẻ em. Nhiều người dân thành phố Bạc Liêu hiện đang xem đây là địa điểm thư giãn quen thuộc dịp cuối tuần. Cà phê Koi Suni Garden có một cái khu vui chơi đi kèm, đó là khu vui chơi Suni Kids, tạo điều kiện thuận lợi cho các gia đình có con nhỏ từ khoảng 2 đến dưới 14 tuổi vừa giải trí vui chơi và các em nhỏ thì có thể trải nghiệm những cái buổi tối thật là vui vẻ bên trong khu vui chơi mà cha mẹ cũng được thư giãn. Trong lúc chuyện trò, thư giãn, các bậc phụ huynh có thể thưởng thức cà phê, đồng thời giữ cho con trẻ luôn trong tầm kiểm soát an toàn. Điểm thú vị đáng nói là sự đầu tư có chiều sâu của địa chỉ ẩm thực này vào diện tích vui chơi dành cho các khách nhí, gồm khá nhiều hoạt động, từ vận động đến nhẹ nhàng, phát triển trí tuệ. Ở đây thì chúng tôi đáp ứng một bữa cơm gia đình đầy đủ, đầm ấm để các gia đình ngoài việc có thể thư giãn ăn uống và các bé ăn uống xong có thể vào khu vui chơi. Và đặc biệt món cơm niêu chỗ chúng tôi là được làm theo công thức truyền thống của gia đình. Đây là quán cơm niêu đầu tiên tại Bạc Liêu và tôi tin rằng cái hương vị cơm niêu ở đây các bạn sẽ khó lòng quên được. Đối với các nhóm bạn, nơi đây cũng là một địa điểm phù hợp để cùng dùng bữa trong lúc hàn huyên, trao đổi công việc. Các món ăn được tẩm ướp khá vừa miệng, mang hương vị gia đình, đậm hồn quê, dễ dàng làm ấm lòng khách phương xa. Kính thưa quý vị và các bạn, đối với rất nhiều người trong chúng ta, có lẽ không có gì hạnh phúc cho bằng trong gia đình có tiếng cười nói bi bô gọi mẹ, thưa cha của những thiên thần nhỏ đáng yêu. Thông qua chương trình ngày hôm nay, chúng tôi rất mong đã giải đáp được phần nào những nỗi trăn trở muộn phiền và thắc mắc của các cặp vợ chồng hiện đang nỗ lực trên con đường điều trị căn bệnh hiếm muộn, cũng như giải đáp được phần nào những thông tin của khán giả xem đài đã gửi về cho những người thực hiện chương trình Sống Khỏe. Quý khán giả có bất kỳ những thông tin nào mong muốn chia sẻ cho chúng tôi, xin vui lòng liên hệ email bbtsongkhoe@gmail.com hoặc điện thoại đến 028-2200-2714, 2200-2816. Chương trình được sự phối hợp thực hiện giữa Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Truyền thông Long Việt. Quý vị và các bạn có thể xem lại thông qua kênh YouTube Sống Khỏe hoặc website truyenthonglongviet.com. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào và hẹn gặp lại vào 7 giờ sáng thứ Bảy tuần sau trên kênh HTV7.